Dòng máu Lạc Hồng xin được chào các bạn. Chị đến thăm và làm việc tại Việt Nam trong 4 ngày, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 2. Thế nhưng đại diện thương mại Hoa Kỳ, bà Catherine Tai đã thốt lên rằng cá nhân tôi thật sự rất khâm phục lịch sử đất nước Việt Nam. Bởi mỗi khi nhìn vào lịch sử, tôi đều thấy được tinh thần tự lực tự cường của đất nước Việt Nam. Thưa các bạn, đại diện thương mại Hoa Kỳ, bà Catherine Tai đã nhấn mạnh nội dung trên trong buổi gặp gỡ, trao đổi với báo chí về chuyến thăm và làm việc của bà tại Việt Nam vào chiều ngày 14 tháng 2 tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai, đồng thời là chuyến thăm cấp bộ trưởng về kinh tế đầu tiên của chính quyền Tổng thống Biden tới Việt Nam. Chuyến thăm mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai chia sẻ, trong chuyến thăm lần này, bà cảm nhận rõ ràng quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Bà nhấn mạnh, việc Mỹ và Việt Nam có khả năng tìm ra được cách vượt qua những khó khăn, những trở ngại trong lịch sử đã trở thành biểu tượng cho khả năng hàn gắn giữa các quốc gia. Đó là điều vô cùng quan trọng trong quan hệ quốc tế. Trong 2 năm qua, Việt Nam cũng đã giải quyết một số vấn đề mà Mỹ quan tâm trong mối quan hệ, chẳng hạn như tiền tệ. Điều này, theo bà Tai, nó cho thấy sự sẵn sàng của Việt Nam cũng như tinh thần góp ý mang tính xây dựng và sẵn sàng giải quyết các thách thức cùng nhau. Bà Tai cho biết, Mỹ đang mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế với Việt Nam trong năm kỷ niệm này và đã thảo luận với phía Việt Nam về các cách cụ thể. Bà Catherine Tai cũng nói, trong thời điểm diễn ra đại dịch, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam 40 triệu liều vaccine, nhưng chúng tôi cũng không thể quên rằng trong những ngày nước Mỹ rơi vào tình cảnh tồi tệ nhất, đó là khi đại dịch diễn biến phức tạp vượt tầm kiểm soát của chính phủ, Việt Nam cũng đã hỗ trợ Hoa Kỳ trang thiết bị y tế và trang thiết bị bảo hộ mà Hoa Kỳ rất cần lúc bấy giờ. Thế nên, đại dịch COVID-19 là một chất xúc tác mạnh mẽ, bởi qua đó, nó cho thấy sự gắn kết giữa Mỹ và Việt Nam. Cả Hoa Kỳ và Việt Nam đã thể hiện mối quan tâm lẫn nhau, mối quan hệ hợp tác thực chất giữa hai quốc gia, thông qua việc cả hai nước đều chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Trả lời câu hỏi của phóng viên về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương IPEF mà Mỹ đang thúc đẩy trong khu vực và vai trò của Việt Nam trong chiến lược này, bà Tai khẳng định Việt Nam có vai trò rất quan trọng, giữ vị trí như một cầu nối giữa Washington với ASEAN. Theo đó, hiện có 14 quốc gia, khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một tập hợp đa dạng không chỉ về văn hóa mà còn về trình độ phát triển. Bà Tai nêu quan điểm nói rằng, các quốc gia lớn có quốc gia nhỏ, các nền kinh tế lớn lẫn kinh tế nhỏ. Nhưng trong đó, Việt Nam là quốc gia có vai trò quan trọng trong ASEAN và hiểu rõ những mối quan tâm của Mỹ nhất. Thế nên, chúng tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao vai trò của Việt Nam như một đối tác mang tính xây dựng. Đại diện thương mại Mỹ cũng tiết lộ khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ có một cuộc họp trực tiếp cấp bộ trưởng vào tháng 3 tới, sau cuộc họp đầu tiên hồi năm ngoái ở Mỹ. Bà cho biết, hiện Việt Nam vẫn chưa phải là thành viên của khuôn khổ mà chỉ mới trong quá trình cùng các nước thảo luận, trao đổi để làm rõ nội hàm của nó. Khuôn khổ gồm 4 trụ cột là thương mại và chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng, thuế và chống tham nhũng. Theo Bộ Ngoại giao, việc Việt Nam có trở thành thành viên khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay không còn tùy thuộc vào kết quả thảo luận và có thể xem chuyến thăm của bà Tai đến Việt Nam lúc này là nhằm để dọn đường cho điều đó. Trong chuyến công tác này tại Việt Nam, bà Tai cho biết đã có cơ hội làm việc với các vị tư lệnh ngành ở những lĩnh vực khác nhau của Việt Nam. Và tại đây, bà đã chia sẻ rõ hơn về tầm nhìn của Hoa Kỳ về hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bà Catherine Tai nhấn mạnh, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tích cực đưa ra những cam kết với nhau cũng như với thế giới về các chủ đề như năng lượng, khí hậu. Thế nên, bà Catherine Tai hy vọng trong chuyến đi này cũng như qua các cuộc trao đổi với 6 vị bộ trưởng của Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục tích cực thiết lập mối quan hệ lâu dài, bền vững cũng như với các quốc gia khác trong khu vực. Như vậy, thưa các bạn, vậy là sắp tới đây, Việt Nam lại đứng trước một cơ hội mới, đó là bước chân vào khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là mục đích của chuyến thăm của bà Tai đến Việt Nam vừa qua.
và cũng sẽ là động lực lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm tới. Theo bà Catherine Tai, sở dĩ Việt Nam là một đối tác tiềm năng của khuôn khổ là vì nhìn từ lịch sử cho thấy rất rõ tinh thần tự lực, tự cường của đất nước Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới ngày nay ngày càng nhiều thách thức, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, mà còn ở chuỗi cung ứng và địa chính trị, thì một đối tác có năng lực như Việt Nam sẽ là bệ đỡ cho khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ nâng tầm ảnh hưởng. Theo bà, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng nhau tìm ra cách thức vượt qua những khó khăn trở ngại. Hợp tác hai nước sẽ là một biểu tượng của khả năng tự cường, khả năng chống chịu, là sự hy vọng vào tương lai, truyền cảm hứng, kinh nghiệm cho những quốc gia khác. Đại diện thương mại Mỹ cho biết, trong 4 trụ cột của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thì các nội dung về kinh tế số, chuỗi cung ứng, hạ tầng, năng lượng sạch, tất cả đều là các lĩnh vực tiềm năng của Việt Nam. Nó giúp Việt Nam có thể phát triển kết nối đồng bộ với các nước trong khu vực. Thế nhưng, Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, các tiêu chuẩn môi trường và lao động đang từng bước cải thiện theo tiêu chuẩn của thế giới. Điều này đòi hỏi thời gian và lộ trình phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Do đó, Việt Nam sẽ cần hỗ trợ hơn nữa, giúp đỡ cụ thể trong tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, thu hút đầu tư từ Hoa Kỳ. Đại diện thương mại Mỹ khẳng định, trong năm 2023 sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Các trụ cột thương mại sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử. Bà Catherine Tai cũng bày tỏ vui mừng và chúc mừng sự tiến bộ, thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đề nghị hai bên cử chuyên gia làm việc trong lĩnh vực này để trao đổi, thúc đẩy hợp tác hơn nữa. Thưa các bạn, chuyến thăm của bà Catherine Tai đã được nhiều tờ báo quốc tế chú ý tới, trong đó có không ít bài phân tích về lý do đằng sau đại diện thương mại Mỹ đến thăm Việt Nam. Theo các chuyên gia, thì chuyến thăm không chỉ là nhằm kỷ niệm 10 năm thương mại giữa Việt Nam-Hoa Kỳ, mà nó còn cho thấy sự xích lại gần hơn của hai nền kinh tế Mỹ-Việt. Điều đó cũng cho thấy rằng một công xưởng mới của thế giới đang được hình thành. Theo một doanh nhân hàng đầu của Nhật Bản, ông Hideo Tanimoto, chủ tịch Kyocera, một trong những nhà sản xuất linh kiện chip lớn nhất thế giới có trụ sở tại Nhật, thì giờ đây Trung Quốc đã không còn là công xưởng của thế giới. Theo ông, Trung Quốc từng là đối tác thương mại chính của Mỹ, thế nhưng giờ đây, những căng thẳng với Mỹ đã khiến Trung Quốc gặp khó trong việc xuất khẩu. Chia sẻ với Financial Times, ông Tanimoto nói, việc sản xuất hàng hóa tại Trung Quốc và bán tại chính thị trường này vẫn ổn. Tuy nhiên, mô hình sản xuất tại Trung Quốc và xuất khẩu đi các quốc gia khác đã không còn hiệu quả nữa. Do tại Trung Quốc, không chỉ chi phí lao động tăng lên, mà những gì đang xảy ra giữa nước này và Mỹ cũng đang khiến việc xuất khẩu từ Trung Quốc đi nhiều khu vực trên khó khăn hơn. Ngoài ra, với các mặt hàng tương lai của công nghệ về chip, sản phẩm đến từ Trung Quốc cũng sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh. Như vào tháng 10 năm ngoái, Mỹ áp đặt hạn chế xuất khẩu công nghệ chip cho Trung Quốc, khiến doanh nghiệp nước này gặp khó khăn trong việc tiếp cận và phát triển các công nghệ tiên tiến. Tháng trước, Nhật Bản và Hà Lan cũng bắt tay với Mỹ áp đặt hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc. Mỹ áp đặt nhiều hạn chế khiến Trung Quốc khó tiếp cận công nghệ tiên tiến, đang làm quốc gia châu Á này mất đi vị thế công xưởng thế giới, một đại bản doanh sản xuất để xuất khẩu. Và trong bối cảnh đó, chuyến thăm của đại diện thương mại Mỹ đến Việt Nam nói lên rằng Việt Nam sẽ là đối tác ưu tiên số 1 tại khu vực. Hay có thể nói rằng, tiềm năng trở thành công xưởng mới cho thế giới đang ở ngay trước mắt chúng ta. Ông Tanimoto cho biết rằng, những năm qua, công ty của ông Kyocera đã bị mắc kẹt trong những tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Năm 2019, công ty đã chuyển hoạt động sản xuất máy photocopy cho thị trường Mỹ từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh thuế quan áp đặt với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc dưới chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Có thể nói, Mỹ đang cần một quốc gia đủ năng lực sản xuất thay thế cho thị trường Trung Quốc. Cơ hội giờ đây đã và đang nằm trong tay Việt Nam.